Thưa quý vị, trước thông tin trên mạng xã hội về việc dừng phát sóng bộ phim Thương Ngày Nắng Về, thì theo thông tin chính thức mà Chuyển động 24 giờ có được, tập 40 của Thương Ngày Nắng Về phần 2 sẽ được phát sóng vào 21 giờ 40 phút ngày hôm nay trên kênh VTV3 Đài Truyền Việt Nam. Trong trích đoạn mới nhất giới thiệu tập 40, nhiều tình tiết đã được hé lộ. Nội dung đang tập trung xoay quanh mối quan hệ của Phong và Vân. Sau khi biết Đông Phong thủ vai bởi diễn viên Doãn Quốc Đam chính là thần tượng High Queen, Vân Vân do Ngọc Huyền thủ vai, cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui sướng vì không ngờ thần tượng lại ở gần mình như vậy. Cùng với đó, Chủ tịch Hoàng Long do nghệ sĩ ưu tú Tiến Đạt đóng dường như đã có động thái trước sự chống đối của Vân Trang, nhân vật do Huyền Ly Di đảm nhận. Nhiều điều bất ngờ sẽ có trong tập tối nay, xin mời quý vị chú ý theo dõi. Mẹ thấy chị Khánh.